Xin kính chào tất cả các anh em đã đến với kênh Review Audio. Hôm nay em mới về một chiếc đài radio cassette siêu độc, vô cùng độc đáo các bác. Hàng đấu giá mới về từ Nhật, đẹp xuất sắc, đẹp long lanh luôn. Các bác có thể nhìn thấy tổng thể của chiếc máy được thiết kế kịch độc. Đây là hàng nội địa của Nhật, sử dụng điện 100V, đến từ thương hiệu Radian. Đây các bác có thể nhìn thấy rõ thương hiệu Radian, hàng sản xuất trực tiếp tại Nhật và sử dụng điện nội địa là 100V các bác nha, đẹp long lanh luôn. Bác nào thích hàng độc, đẹp, hiếm, sang, xịn thì đây là một chiếc máy không thể bỏ qua. Đẹp long lanh các bác thiết kế này, quá đẹp luôn. Chúng ta thấy là ở mặt trên là toàn bộ trung tâm hệ thống điều khiển của máy được thiết kế nghiêng vát về phía trước. Đây các bác có thể nhìn thấy này. Đấy. Và thân máy ở bên phía dưới được làm bằng một cái màu đỏ như rất đẹp. Màu đỏ này thì các bác thấy rằng là nó không phải là dạng đỏ tươi, nhìn nó không bị chói. Nó cũng không phải là dạng đỏ thẫm, đỏ đô. Một cái màu rất là vừa phải, đẹp mắt, sang trọng, tinh tế, hài hòa, cân đối, hợp lý. Có thể nói là rất là ưng cái màu này các bác. Phong cách thiết kế quá là độc, siêu độc luôn. Máy có một cái size thiết kế chiều ngang là 30 phân, chiều cao lên đến 41 phân và độ dày là chiều sâu của máy là 19 phân. Mặt trên thì viền xung quanh là màu đen. Phần chính giữa được làm bằng nhôm phay xước sáng choang, rất là sang trọng. Để các bác có thể thấy này, nhôm phay xước nha, tuyệt đẹp luôn. Máy cũng chơi được nhiều tính năng. Thứ nhất chúng ta thấy rằng là có radio không thể thiếu trên một chiếc đài với hai băng tần FM và AM. Bên trái này chúng ta thấy là có một cửa băng cassette được thiết kế rất độc đáo, nắp mica trong suốt. Chúng ta hoàn toàn có thể thấy được toàn bộ những cuốn băng ở phía bên trong. Một phong cách thiết kế rất độc. Nắp mica này còn rất là sáng đẹp, trong suốt luôn, chưa bị có ngã màu, đẹp long lanh. Model của chiếc này các bác nhìn thấy là MH1000. Các con ốc, con vít, phần nhôm phay xước này các bác còn nhìn thấy là sáng choang luôn, mới keng xà beng luôn, chiếc này mới lắm luôn đấy các bạn, đẹp lung linh. Máy có những cái nút, đây là phần volume điều chỉnh riêng cho phần băng cassette, còn đây là nút chỉnh volume lại điều chỉnh riêng cho phần radio, hai volume tách biệt. Có cả phần echo cho phần FM. Đấy. Còn đây là nút dò sóng 2 tầng. Ở tầng trên thì chúng ta sẽ dò sóng phần radio. Các bác sẽ không nhìn thấy cái thanh trượt của phần dò sóng radio. Không có đúng không ạ? Rất độc đáo bởi vì nó được thiết kế đèn dò. Khi mà chúng ta mở nguồn lên, bật radio, chúng ta sẽ thấy là sáng đèn dò. Rất là độc đáo luôn. Đó là ở cái phần tầng trên. Còn tầng dưới, các bác nhìn thấy là tầng bên dưới này, lại là phần điều chỉnh cho phần tông nhạc, chính là phần bát chép. Đây. Đấy. Tầng bên dưới này thì là phần điều chỉnh bát chép, phần trên là dò sóng radio. Quá là độc đáo luôn. Phải nói là kịch độc. Đây em quay cạnh bên hông rồi anh em mình cùng nhìn ngắm nhá. Đấy, máy được làm phát này. Các bác thấy màu đẹp chưa? Long lanh luôn. Rất đẹp. Ở đây cũng có rất nhiều cổng kết nối này. Chiếc máy còn mới cứng nữa các bạn. Đây em quay mặt phía sau anh em mình cùng nhìn ngắm luôn. Có cần quay sách luôn nha các bạn nha. Đấy, có quay sách luôn này. Cần anten sáng choang, bóng loáng, leng keng, lung linh. Đây các bác có thể nhìn thấy rõ này. Em sẽ quay nghiêng một tí xíu để anh em mình sẽ thấy rõ hơn. Đây ạ. Đấy, sử dụng điện là 100V. Hãng ghi rất rõ này, Made in Japan.
máy được sản xuất trực tiếp tại Nhật các bác nha. Rồi ở đây có một cái hộp pin rất to luôn này, to vật vã rồi, em mở ra cho mình cùng nhìn ngắm nhá. Ôi nắp hộp pin các bác có thể nhìn ngắm này, mới cứng cựa luôn, mới cứng luôn ạ. Bên trong cái chấu pin là sáng choang, các con ốc con vít là vàng ươm. Nói chung là chiếc này thì đẹp long lanh từ trong ra ngoài, mới cứng cựa. Và điều đặc biệt là nó là hàng siêu độc, siêu hiếm ở trên thị trường. Thế là chúng ta không tìm thấy cái thứ hai đâu. Em chưa nhìn thấy chiếc thứ hai ở tại Việt Nam, đặc biệt là nó còn đẹp long lanh như này nữa thì cái giá trị chúng ta chơi sưu tầm thì quá là hay luôn. Đấy, tất cả trước, sau, trong, ngoài đều long lanh. Mặt trước này được trang bị một loa toàn dãy khá lớn này. Loa toàn dãy này đâu đó chắc khoảng 15 phần. Bass rất to luôn. Cái này mà chúng ta nghe nhạc thu âm trước 75 hay là những bản nhạc acoustic thì là chấm hết. Phải nói là hết nước chấm. Đẹp long lanh luôn. Rồi, bây giờ thì em xin mời các bác cùng trải nghiệm chất âm thôi. Một chiếc máy kịch độc, mới cứng, đẹp long lanh. Chúng ta sẽ nghe một bản nhạc acoustic nhẹ nhàng trên một CD mới ra của nữ ca sĩ Phương Phương Thảo, bài hát Một Lần Rang Rỡ. Xin mời các bác. À, em phải bật nguồn. Ở đây có một nút nguồn này. Đấy, máy có nút nguồn. Thế ra mở nguồn thì nó sẽ có đèn hiệu báo luôn. Rồi, bây giờ em sẽ mở băng cassette. Mời anh em mình. Khi mới thương nhau anh hay nắm tay anh dặn dò, cho dù cuộc đời là bên sâu trái ngang, đã thương nhau mình sắt son một lòng, dẫu khổ thế nào thì tình ta vẫn không phai. Khi đó bên nhau ta xây biết bao nhiêu mộng vàng, ta hẹn mùa xuân sang mình sẽ cưới nhau. Lá thu bay rồi đến đông gần tàn, giấc mộng sắp thành thì bỗng ai đổi thay. Đấy, các bác thấy là chất lượng âm thanh thì tuyệt vời rồi. Nghe những cái bản nhạc nhẹ nhàng trên chiếc đài này thì phải nói là đúng là hết nước chấm luôn. Vừa nghe vừa ngắm, đúng là đáp ứng mọi tiêu chí về nghe nhìn các bác. Được cả thanh lẫn sắc. Đẹp thật, càng nhìn càng yêu luôn. Đúng là càng nhìn em yêu em hơn và yêu em mãi rồi. Bây giờ em sẽ test phần radio nhé các bác nha. Các bác thấy là đây này, em sẽ thử volume các bạn thấy này. Đây là volume phần băng cassette này. Đó, volume băng cassette nha. Còn đây là volume phần radio này. Radio lại là volume độc lập luôn. Đó. Độc chưa ạ? Sài Gòn FM Radio
Sài Gòn. Làm gì? Volume cho hai phần radio và các xét riêng biệt. Chúng ta dò sóng ở đây. Đấy các bác thấy nhá. Khi mà chúng ta dò thì bắt đầu đèn nó hiệu nó sẽ sáng lên. Bắt được kênh thì màu đỏ này. Đó. Quá độc. Đây có sóng AM. Đó, chúng ta chơi AM, chúng ta kéo cần xuống ở giữa ha. Để phải vướng vào vòng lao lý. Thông báo các vi phạm về động vật hoang dã từ đường dây nóng của Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên ENV. 13 giờ thứ tư trên kênh AM 610 kHz, Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh VOH. Cuộc thi bông lúa vàng 2021 với tắt nguồn đẹp long lanh, một chiếc đài quá độc, tất cả mọi chức năng hoạt động hoàn hảo và máy thì còn mới cứng luôn, có thể nói là hiếm có khó tìm, đẹp lung linh. Chúng ta bày nó sang, nghe nó hay, đúng là nghe hay bày đẹp. Em chỉ có một chiếc duy nhất cho hàng độc đặc biệt này, bác nào quan tâm thì vui lòng liên hệ giúp em qua số điện thoại hoặc Zalo 0916950595. Em xin chân thành cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Xin kính chào và hẹn gặp lại.